Rồi đi đi thử đi lẹ thử đi lẹ cho nó ra đó đi lẹ vậy lẹ nhất rồi phải không? Rồi nhanh lên thử coi nhanh nữa coi à, chạy nổi không? Đây là bạn rồi rồi ok làm đi. Rồi biết rồi ông là bị ông này mà chữa được khỏi là thần kỳ á. Tại vì là cột sống cổ, cột sống lưng con gai rồi mọc rồi đầy hết. Bây giờ ăn hết thôi nha. Thầy cứ ra. Bao nhiêu năm mình sẽ cứ để hoài hôm nay. Có đi làm nhập thu rồi rất nhiều lần lắm rồi cũng tới rồi. Nhưng mà tại cái bệnh của anh đó là suốt cả đời. Do đó là bây giờ bắt đầu từ bây giờ nha, là phải nhịn ăn. Coi như là có một cái liệu trình mới, nhịn ăn, hút không khí, chồm đá đàng hoàng. Làm nghiêm túc. Rồi còn nó đỡ được cái gì có đỡ. Chứ còn không có nói tới chuyện mà khỏi được. Mình mới được. Giờ về nói với con là giờ, chiều nay giờ nó là bố ăn không được. Làm đây. Nằm thẳng ra. Để bệnh như bằng là thâm niên công vụ không mới bị có 30 năm rồi. Làm cho tao tu súp, nấu xương ấy, rồi thịt rồi có súp ăn. Còn 8 giờ tối cho tới 12 giờ trưa chịu nước lọc thôi. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại. Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.